xin chào anh em hôm nay ao xin giới thiệu đến anh em một cái đầu phun uh, vòi sen dùng để trang trí các cái uh, hồ cá các cái uh, bể cá hòn non bộ đấy khi uh, mà nước vào cái vòi này sẽ phun ra các cái uh, tia hình uh, sen rất là đẹp Đó. đây là cấu tạo bên trong của cái chiếc uh, đầu phun hình sen này đấy, nó sẽ gồm hai phần nếu mà anh em muốn để cái vòi nó thấp ấy thì anh em thể chỉ cần sử dụng cái phần trên này thôi phần trên này thôi còn nếu mà anh em muốn cái vòi nó cao ấy, thì đây nó có cái khớp nối này anh em ấn nó vào khớp nối này đó thì uh, sẽ được cái vòi sen dài như này thì cái đầu vào của cái vòi sen này sẽ là ống phi 21 anh em nhé bơm anh em càng khỏe thì cái vòi sen nó sẽ phun ra càng to và đẹp đó anh em phải nhìn đây đầu vào là ống 21 mốt còn bên trên này nó có một cái cái gen xoáy này anh em tháo ra này để vệ sinh cái vòi này sau một thời gian nó có thể chứa rong rêu hay bụi bẩn ở đây nó làm tắt các cái ống trên này thì anh em tháo ra anh em vệ sinh thì sẽ sử dụng lại được hoàn toàn bình thường ok anh em nhé xin chào anh em